Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Thế Giới Máy. Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm máy phát điện chạy dầu Bamboo Gas 12kV công suất 10kW có công tắc chuyển pha. Sử dụng điện 1 pha và 3 pha, khi ở chế độ 1 pha máy cho công suất sử dụng là 9kW. Ở chế độ 3 pha công suất của máy cho phép sử dụng là 10kW, máy sử dụng nguyên liệu dầu diesel. Vỏ máy được làm từ chất liệu dày dặn, chắc chắn, sơn tĩnh điện vừa có khả năng chống va đập lại vừa có khả năng chống giật, chống oxy hóa. Ngoài ra vỏ máy còn có khả năng cách âm cực tốt, đạt chuẩn quốc tế về giảm thanh. Bình chứa nhiên liệu có dung tích lớn. Máy có bánh xe giúp di chuyển dễ dàng. Hệ thống cảnh báo khi máy xảy ra sự cố hay cạn nhiên liệu, do đó người dùng có thể kiểm soát tình trạng máy tốt nhất. Khởi động dạng đề ắc quy. Phù hợp cho gia đình, biệt thự, nhà hàng, phòng khám vân vân. Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc tư vấn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0961 269 946. Bấm đăng ký, theo dõi kênh để nhận những thông tin mới nhất về các sản phẩm máy móc do chúng tôi cung cấp và được ưu đãi giảm giá khi mua hàng. Xin trân trọng cảm ơn.